morning, everyone. Welcome back to my channel. Cần người đó luôn. 115 luôn không? 90. 115. Dịch ra đi. 12. Gấp thì anh bán con. Dạ 15 ngàn. Đâu rồi?
Thank you.
Ba có gì nó ngồi quán cơm nhất mà có người chụp coi lên mạng nó trời ơi tôi nghĩ qua quá già rồi ngồi bán rau nhúc tôi không biết rau biết gì hết rồi rau nhúc đây Thank you.
chị em bán rau. Đây chị hai em. Ba trái đây nè. Mười ăn ba trái. Mấy nhỏ nó đi rồi chịu qua. Không có điều đó. Đây bánh mì nào vậy? Mỹ ơi, mì nào rồi mấy? Ôi trời ơi, sao vậy? Giá ổ bánh mì 5.000, 7.000, 10.000. Muốn ăn nhiêu ăn? Thank you.
gì quay phim nữa nè, thấy không? Dung ơi, hết rồi, quay phim lại. Thì bị con nhìn chấm. Con chấm thế, con mở rồi mà quá nữa.
Mưa phấn chưa? Phấn chưa nào thế? Nó cái nhỏ nó phao phồng nó. Em tôi đi nước ngoài luôn đi. Chắc não. Chứ lo không chặt. Hai mấy năm rồi đó. Này mà xích ở ngoài mẹ mà hay xích ở ngoài chút rồi là hai của bên chị đi Út ơi. Con đi Út ơi. Để đi tới lúa con qua nha. Dạ. Con phải chậm đi. Thank you.
Xin lá dừa. Mình làm củi mình tiện lợi mà. Tiện lợi mình đồng nào đỡ đồng quê. Quê nhà mà. Cái vườn mà. Tiện dụng thời gian. Nhiêu đỡ được. Rồi. Thank you.
Ngoài mùa đó tới vụ đồng cái mong em hấu cháu lấy gì anh xơi. Sao vậy chọc không? Kêu luôn. Okay.
tính lên xe không. Thank you. Nó chào mình chào lại. Rồi, cắt chốt. Rồi đúng rồi, bạn mới cắt lúa, bạn cắt sao? Mình vào bên đây cắt trước. Bên đây cắt trước Tết lận. Bên kia người ta cắt người ta xả sao mới cắt sao. Nó không về đó mà cho con luôn rồi. Gãy quá. Goodbye. See you again.